lúc đó. Ủa trời trời còn nữa hi hi quạng ôi ôi mập ú tán được con chậm chậm ú nha bạn, trứng không có gì bụng trong nóc rồi sẽ gửi ra mày chìm phao đi. Rồi, được chào các bạn nha, giờ được đang tới chậm chim rồi các bạn. Nói giờ này khoảng 1 giờ bạn. Làm xong chạy đây giết giết đây. Giờ được mới ra cằn, mong là sẽ đi tới chiều sẽ có một hai con gì đó đá bá bá đồ quay cho bị rồi xem nữa. Rồi anh chào anh em nha, mình đến điểm câu quen thuộc ha. Để chậm chim thanh long đồng tháp nha các bạn. Nó tại nó chạy ghê chứ. Sợ dướng như câu thêm mộ luôn các bạn. Mình chào mọi người nha, mình ngồi nằm canh cá thôi. Có sức rồi các bạn. Sống đẩy đưa. Đâm mẹ luôn rồi. Ôi ôi ôi, vô biển bự, biển bự. Đây này. Ôi ôi. Thì lâu lắm rồi. Lâu lắm mà tán được con bự rồi. Đó. Mình chào anh nha. Lấy miếng cám nhử câu rùa biển nha các bạn. Câu rùa biển nè, lời câu ngay gốc cây nè. Có thời gian đợi nữa thì mình cái câu cá nhỏ trước mới môi lỗ bèo các bạn. Lấy bánh mì câu bạn, bánh mì đó, bánh mì. Mì bữa nay mì hôm qua còn các bạn cứng quá biết chưa ăn không. Bạn có chia gì không biết này. Đó cá ăn các bạn phao mình không lúc coi uống gì chặt lắc các bạn. Đây được sẽ zoom gần tí xíu nữa các bạn. Được nghe anh em. Vừa xuống là nó bỡ liền cũng được, cũng im. Cũng vui vậy. Dĩa nữa các bạn. Bánh mì dữ lắm. Bữa mình với anh em câu đây cũng câu ở đằng kia cũng ăn bánh mì quá trời. Thì thấy cái rễ cây này thấy im quá. Mà ngủ thì ngủ không được, sợ cá lôi cần, ngủ quên, xe ta lấy không hay nữa. Hết mồi rồi. Nào thấy không? Mẹ em hay lắm. Chắc thầu mình lấy cám mình câu quá các bạn ơi. Cái mì hôm qua cũ cứng quá. Đó. Ôi ơi, lúc phao luôn. Lúc luôn gì chặt lắc. Húi hẻo như vậy. Đây được móc miếng bánh thiệt là nhỏ ơi. Bánh này vậy thấy giống như nó hơi lớn lớn rồi. Đó bạn thấy không? Quất rồi. Đó. Xuống thủng thủng liền.
Ôi, mở hàng một em nha các bạn. Nó thấy bánh mì bóp nhẹ 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 là quất liền sướng. À, sướng nha. Ôi ôi lô biển nè. Bạn sướng chưa? Biển to bộ. Có xuống nãy giờ lâu nãy giờ miếng bánh bự quá, cắt nhỏ làm con này cũng to các bạn. Đó. Để cái thao tình thôi. Bạn trắng trắng bánh mì mì móc chút xíu bạn thả xuống còn còn không nha, lùm rồi nó ghía ghía rồi, hết mỏi gì rồi, hết rồi bạn ơi, mau lắm rồi. Ăn các bạn. Đó, ăn đó bạn. Nhấp. Trời ơi sảy nó sẽ cuốn trời ơi cái xấu ăn không lôi luôn. Hết mồi nữa rồi đó. Thôi lụm luôn rồi. Lụm luôn rồi bạn thấy không? Mỏi quá. Đồ nhạc mau lắm mày ơi.
xuống là bực tiền à. Lúc đó đấy cái cây rồi còn nữa hàng nhỏ ngọt càng vậy. Ôi trời đừng sấy vậy còn ấy mà còn thứ ba nha bạn. Mày nhỏ có con cua nó trời nó câu dính cua giống anh dạng nữa nè lên tiên hồi nãy giờ không đá hai con bị bắt là sao ba đội lỗ mới quá nồi đó các bạn. Lâu rồi. Ôi nổ. Nổ phao luôn. Ăn dữ. Nổ phao luôn các bạn. Nãy có mấy con nổ luôn mà giờ không dính. Mẹ ăn nhỏ ăn nổ phao lên ghê. Ngon lùm nữa bạn. Chú 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 vô. Đó, em nữa. Nước lớn ăn mạnh ta. Nước rộng ăn chậm như nước lớn ăn mạnh vậy. Tiếp tục nha bạn.
trúng cây gì hay gì. Nãy nó đứng vào vậy cạn kỳ ta. Rồi hết mọi luôn rồi. Gu là quan dở lên thăm mồi nha. Viện tiếp tục nha bạn. Ôi ôi ôi, gu biển bự, biển bự. Mày. Ôi ôi. Giờ lâu lắm rồi. Lâu lắm một tán được con bự rồi. Đó. Con chào anh nha. Lúc lúc. Đó. Ủa. Trời trời trời. Còn nữa. Đây, bạn. Ôi ôi mập ú. Tán được con chậm chậm. Ủa nha bạn, trứng không có gì bụng trong nóc. Rồi sẽ gửi ra mày. Chìm phao đi. Các bạn nha, nãy giờ làm được chụp con. Ngay có lỗ một. Đúng chụp con cá rô biển luôn. Các bạn, bây giờ mình chuẩn bị thu cần gì à. Hôm nay cá cha thì chất quớt. Nó móc cần câu con rô biển cho vị anh em xem chơi. Rồi anh chào mọi người nha. Mong rằng lần tới mình sẽ không vô đây nữa. Quá trời mà bơ xuồng văng lưới văng bọng nữa làm đủ trò bắt ốc đồ lum chưa gần chốt mà làm ăn sống nhăn. Rồi anh chào bạn nha, chào anh em nha.